Chào các bạn nha. Thì video này của mình muốn nói là các bạn đừng có nên ốp cái loại silicon nhựa dẻo rồi trong hốc trầy hốc tay nắm cửa nha. Đây, mình là một nạn nhân đây. Mua về dán xong xài được 1 tháng thấy thiết ướp. Nó để là kéo nó dính tùm lum hết rồi nó vàng, nhìn xe nhìn kìa. Trời ơi. Cái loại sai lầm á. Mua về dán nhất là nó khó nè, tại vì nó cứng nè, dán vô rồi phải gị vô nhiều lắm nó mới ăn hết, nó ôm hết, rồi sạn thời gian thì nó bị ố á. Các bạn nên dán loại mỏng như vậy nè, tùy theo cái màu xe mà mua loại, nó có màu trắng, màu đen ha, nó dán loại mỏng thì được đẹp nè. Mình thì mình mua loại màu trắng mỏng rồi nhưng mà chưa có thời gian dán, bây giờ lột 4 miếng silicone cũ này ra thì nó khó lột lắm. Mà dính keo mà nó ố, nhìn mặt thẩm mỹ không đẹp xe cả. Thì cái video này chỉ là lời khuyên các bạn đừng dán cái miếng đó thôi. Có dán thì dán cái loại mỏng á. Vậy ha, chào các bạn.